câu lạc bộ Hà Nội bổ nhiệm nhà cầm quân từng huấn luyện Lương Xuân Trường. Theo đó, câu lạc bộ Hà Nội đã chính thức chốt huấn luyện viên trưởng ở mùa giải mới thay thế huấn luyện viên Chun Jae-ho. Đó là ông Božidar Bandović người Serbia. Theo fanpage chính thức của đội bóng thủ đô, câu lạc bộ Hà Nội vừa bổ nhiệm huấn luyện viên Božidar Bandović vào vị trí thuyền trưởng chuẩn bị cho mùa giải 2023. Mục tiêu đặt ra dành cho huấn luyện viên người Serbia là phải bảo vệ thành công các danh hiệu quốc nội và phấn đấu đưa Hà Nội vượt qua vòng bảng AFC Champions League. Chia sẻ đầu tiên vừa đặt chân tới Hà Nội, chiến lược gia sinh năm 1969 cho biết, đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội đến Việt Nam. Như một thói quen của bản thân, trước khi đặt chân tới một vùng đất mới, tôi thường dành thời gian để tìm hiểu văn hóa và phong cảnh nơi đó. Tôi chắc chắn sẽ dành thời gian để khám phá. Nhưng đó là câu chuyện khi chúng ta đạt được thành công, còn nhiệm vụ của tôi bây giờ là đưa câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đến với hành trình thành công ấy. Trong quá khứ, ông Bandović từng có một thời gian dài làm trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Olympiacos. Vị này sau đó đang trực tiếp cầm quân tại một số câu lạc bộ như Baku, Buriram United, Terosasana và gần nhất là câu lạc bộ Chennai In của Ấn Độ. Thời còn làm việc Buriram, vị này từng có thời gian là thầy của tiền vệ Xuân Trường khi anh tới xứ Chùa Vàng chơi bóng. Dấu ấn lớn nhất mà vị tân thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội có được trên băng ghế huấn luyện chính là việc giúp câu lạc bộ Buriram giành hai chức vô địch liên tiếp mùa giải 2016/2017 và 2017/2018, đồng thời cũng lọt vào vòng 16 đội AFC Champions League 2018. Nhưng thành công trong sự nghiệp huấn luyện của chiến lược gia người Serbia và Montenegro là quyết định rời xa châu Âu để bén duyên với bóng đá Thái Lan. Khởi đầu cùng câu lạc bộ Buriram vào năm 2014, lần lượt tiếp theo là câu lạc bộ Bektero và câu lạc bộ Sisak S. Đến năm 2017, ông có cơ hội quay trở lại câu lạc bộ Buriram và tạo nên thời thế lực mới của bóng đá xứ Chùa Vàng, thậm chí gây tiếng vang trong khu vực Đông Nam Á với hai chức vô địch liên tiếp mùa giải 2016/2017 và 2017/2018, lọt vào vòng 16 đội AFC Champions League 2018. Cần nói thêm, ông Bandović chính là một trong số những ứng viên ứng cử vị trí huấn luyện viên trưởng thay ông Park Hang-seo, dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau cùng, ông lại chọn lèo lái Hà Nội FC. They want respect from everybody. Cái điều mà cô muốn nói là mà mọi huấn luyện viên đều muốn đấy là cái sự tôn trọng mà mình dành cho nhau. I will not ask respect. Coach sẽ không yêu cầu là phải tôn trọng. The way how I will work and communicate it with you. Cái cách mà coach sẽ liên kết với mọi người. When you win, when you lose, when you make a mistake. Khi mà chúng ta chiến thắng, chúng ta thua hoặc chúng ta gặp mắc lỗi. To improve you. Luôn luôn là giúp cho mọi người phát triển hơn. That's how I gonna win your respect. Đấy là cách mà cô sẽ thể hiện sự tôn trọng với mọi người. And we can only succeed again to be a champion and to be better only if we are. Chúng ta chỉ có thể là nhà vô địch, chúng ta chỉ có thể thành công nếu mà chúng ta nắm tay nhau. If we are a team. Nếu chúng ta chơi như một đội bóng á. And this I cannot do it alone. Each one of you. Cô không thể làm được điều đấy một mình. Rất là we cần sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Thank you very much. Ta sẽ cùng nhau ạ. Thank you.